Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cách thức để mình ủ cái phân hữu cơ bằng cái rác thải bếp. Tất cả những cái vỏ cây và trái cây mình dùng vào bữa ăn hàng ngày trong gia đình mình bỏ đi thì mình sẽ tận dụng để ủ lên một cái thùng phân hữu cơ bằng rác bếp thải, rất là hiệu quả cho tất cả những cái cây rau về mùa hè mình trồng. Đặc biệt là những cái vỏ các loại trái cây hoặc là những cái rau khi mà mình tận dụng, thậm chí là những cái lá cây mình sẽ tận dụng để lại vào một chỗ rồi mình ủ vào thành một cái phân hữu cơ rất là hữu ích. Mình sẽ chia sẻ tới mọi người ngay bây giờ. Mình đây sẽ giới thiệu qua tới mọi người cái cách thức để mình ủ cái phân hữu cơ bằng tất cả các cái loại rau củ quả rác bếp thải. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị cho một cái thùng như thế này. Mọi người có thể mua bất cứ đâu hoặc là mình dùng bằng một cái thùng, làm sao nó có cái độ kín để cho cái tất cả những cái rác thải mình đổ vào đây trong một thời gian ngắn nó sẽ mục mà nó sẽ ủ lên thành men phân. Nếu mà ở châu Âu hoặc là tất cả các nước như Anh Quốc thì mà sẽ mua được ở những cái khu làm vườn hoặc là những cái tiệm bán đồ tạp hóa cho gia đình, nó cũng có bán những cái thùng như thế này để mình ủ phân. Tất cả những cái vỏ của rau củ quả mình dùng trong bếp, đặc biệt là chỉ những rau củ quả, lá cây và những cái vỏ trái cây, mình sẽ gọt, mình dùng tận dụng bỏ đi thì mình sẽ để vào hết cái chậu như thế này cả nhà. Bất cứ một cái thứ gì, đặc biệt là không dính đến xương mỡ hoặc là những cái đồ thức ăn bỏ thừa, nó chỉ dùng cho hợp, tốt nhất là những cái rau củ quả mình bỏ thừa mình sẽ để nó vào một cái chậu như thế này đó. Và sau đó mình sẽ đổ vào trong này. Khi mùa đông thì nó hơi lâu một chút để nó ngấu ra và nó sẽ mục, nhưng mà với mùa hè những cái rau củ quả này mình đổ vào đây mình đậy lắp vào thì chỉ trong vòng 5 ngày thôi là nó sẽ mục ra. Cái loại này là cái loại dùng sẵn để cho mình sử dụng để khi mà mình ủ phân thì ở phía dưới nó có cái cửa sẵn như thế này rồi, để cho mình mở ra khi mà phân nó mục thì mình lấy ở phía dưới, mình vẫn đổ những cái rác thải ở phía trên nên được tiện lợi cho mình. Thường thì tất cả những nơi mà bán đồ làm vườn thì nó đều có và nó có rất nhiều kích cỡ khác nhau. Nếu mà mình trồng ít thì mình cũng có thể một cái thùng nhỏ hơn, nó có rất nhiều size nhé cả nhà. Đó là Vinh Lê chia sẻ cái cách để mà mình ủ cái phân hữu cơ rất là thích nghi và thuận lợi cho việc mình trồng rau và làm vườn, để trồng những cây rau sạch, những cây rau sạch tại gia cho phục bữa ăn cho gia đình. Cái hình thức cái thùng như này thôi nó rất là kín, không có mùi, không có hơi. Khi mình bị lẫn thức ăn vào bỏ thừa thì cái cây rau nó tùy từng cây, những cái cây gốc to thì nó chịu được, còn những cái cây mà cây rau ăn lá mình dùng vào những cái phân bằng thức ăn bỏ đi thì nó sẽ không hợp và nó thậm chí nó sẽ bị lụi cây và chết cây. Một cách nữa là nếu mà trường hợp nó chật diện tích, những người mà ở khu flat căn hộ mà không có cái diện tích để mình để những cái thùng mình ủ rác thải thì mọi người cũng có thể dùng những cái chậu nhỏ như thế này. Cái thùng như này mình trực tiếp mình cho những cái rác thải của mình để vào đây và mình đậy lắp lại, hoặc là mình dùng bằng cái túi bao rác đen mình buộc nó lại để cho nó đỡ có một cái chút mùi ra. Nó thực ra nó không hôi, không thối, nhưng mà nó chỉ có một cái là mình để mà mình không đậy lại thì nó sẽ có những cái con bọ nó bay thì mình cảm thấy khó chịu thôi. Đó là một cái cách mình cũng chia sẻ khi mà mình không có cái thùng để ủ rác phân rác thải bếp hữu cơ thì mọi người có thể dùng bằng cái chậu như thế này, cho trực tiếp những cái cây rau bỏ đi hoặc là vỏ của tất cả các cây ăn trái mình cho vào, mình sẽ ủ lên nó cũng thành một cái phân trước khi mình đổ đất lên mình trồng. Nhưng chỉ để cho trồng những cây khi mình ra chậu trồng cây rau khi nó lớn rồi nhé cả nhà, không phải là dùng để cho mình gieo tất cả các hạt giống. Thường thì tất cả các cái rác thải mình dùng vào những cái vỏ cây ăn trái, đặc biệt nhất là dưa hấu rồi dứa rồi tần tần những cái cây ăn trái từ chua cho đến ngọt mình ủ vào thành phân được hết. Thậm chí những cái lá cây mà nó là những cái lá cây vườn mình cắt ra nhưng mà nó lá mềm, thuộc vào dòng lá mềm mà dễ phân hủy, mình cho vào cũng đều được hết nhé cả nhà. Cả cỏ nữa, cái cỏ mình ủ vào cũng thành phân hết, không có vứt đi. Tận dụng một cái tất cả những cái loại lá cây mình ủ vào đây để thành một cái phân trồng cho những cái thùng chậu trồng rau vào mùa hè thì tuyệt vời. Bằng cái cách thức như thế này thôi rất là hữu ích
cho tất cả những ai trồng rau. Vinh Lê sẽ chia sẻ cặn kẽ, và đừng quên đăng ký kênh của Vinh Lê để được cập nhật những cái clip mình sẽ làm một ngày một phong phú hơn. Rất cảm ơn mọi người luôn quan tâm theo dõi kênh của Vinh Lê trong suốt thời gian vừa rồi, đặc biệt nhất là chuẩn bị cho vào cái hè năm nay, sẽ chia sẻ đến qua từng clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.